Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách pha trà sữa gạo lạc rang theo phương pháp hiện đại, pha từng ly nha. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 4 gram trà gạo rang này của Nhật nha các bạn. Mình đã ủ với 170ml nước sôi, ủ được 5 phút rồi. Và mình đã chuẩn bị 20g bột sữa bột béo Rima, 25g đường, 220ml đá bi và topping ăn kèm. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái bình lắc và mình lọc trà qua bình lắc nha. Mình lọc trà để mình loại bỏ những cái xác trà nha. Và mình sẽ thu được 150ml nước cốt trà gạo rang. Rồi khi mình nước trà còn nóng thì bây giờ mình sẽ cho bột béo vào khuấy tan lên nha. Nha các bạn. Và 20g bột béo Rima. Mình sẽ khuấy tan lên. Khi bột sữa mình đã tan hoàn toàn thì bây giờ mình sẽ cho 25ml nước đường vào nha. Mình sẽ khuấy tan lên. Đó, với cách pha hiện đại này thì rất là nhanh và tiện nha các bạn. Rồi, bột mình đã tan hoàn toàn rồi nè. Mình sẽ đông 25ml nước đường. Rồi các bạn cho vào khuấy tan lên luôn nha. Mình cho 220g đá vào. Mình lắc đều lên ha. Các bạn cứ lắc mạnh tay nha. Rồi mình sẽ cho ra ly luôn. Lúc này các bạn có thể cho thêm đá cũng được nha. Đó, mình chờ lại một ít để mình cho topping. Thì trà sữa gạo rang này thích hợp nhất là các bạn ăn kèm với trân châu ba quy trắng và thạch củ năng nha các bạn. Rồi vậy là đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn làm thành công nha. Các bạn xem kênh, có yêu thích kênh của mình nhớ bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.